Bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi bài Giấc mơ trưa. Trước hết, các bạn sẽ có một phần gọi là cảm ứng. Nếu các bạn chưa thuộc, nó sẽ như thế này. Các bạn có thể chụp lại đoạn vừa rồi. Đối với các bạn chưa học sáo đó, bắt đầu mới chơi thì sẽ phải thổi đúng đủ các nốt. Đầu tiên, mi re đô re son. Mình sẽ mở nốt C ra. Rê son rê rê. Rê rê này là rê quãng 2 nhé. Mi tiếp, câu tiếp theo. Mi rê đô rê là gần như là quãng 2 hết. Chỉ có nốt La là ở quãng 1. La rê đô rê son. Đô rê ở quãng 2, là son ở quãng 1. Làm lại này. Và bạn làm lại một lần nữa, tức là nó sẽ có hai vòng. Mi rê đô rê son đô rê son rê rê. Mi rê đô rê la rê đô rê son. Bạn làm lại hai lần nhé. Đến điệp khúc này. Son son mi 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 rê đô rê đô. Tức là son ở quãng 1 và son ở quãng 2. Cũng là nốt son mình thổi mạnh và thổi nhẹ. Tức là chỉ có một nốt son đầu là ở quãng 1 thôi, còn tất cả các nốt sau ở quãng 2. Làm này. Son son mi 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 rê đô rê đô. Làm lại nha. Câu tiếp theo. Son son mi 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 rê đô rê mi. Làm lại son son mi 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 re đô re mi, tức là nốt son ở quãng 1, còn tất cả các nốt còn lại ở quãng 2. Rồi câu tiếp theo. La mi re 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 đô la đô re, tức là nốt la ở đâu và nốt re ở cuối là quãng 1, còn các nốt ở giữa ở quãng 2. Nốt re này ở quãng 1 nhé. La này cũng ở quãng 1 này. Câu tiếp theo. La mi re 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 đô la đô son, thì nốt la cũng ở quãng 1. Mi re 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 đô la đô là ở quãng 2. Son tiếp là quãng 1. Rồi. Bạn sẽ vòng lại tiếp nhé. Son son mi 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 re đô re đô này. Son son mi 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 re đô re mi la mi re 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 la mi re re đô đô son. Rồi bạn sẽ vòng lại một lần nữa. Cũng đoạn điệp khúc như vậy và câu kết cuối cùng. Son son rê đô, tức là nó son ở quãng 1, son rê đô là quãng 2. Mình sẽ kết thúc cái câu gần cuối cùng để đến câu chốt nha. La mi rê 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 đô la đô rê, la mi rê 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 đô la đô son, son son rê đô. Cái phần vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn thổi đơn, thổi đủ các nốt ở trên bài hát, tức là trên cái sáo này.
đây cái sáo thường dùng mình dùng cái sáo đố. Bây giờ mình sẽ ghép kỹ thuật vào, mình nó sẽ có những kỹ thuật gì, đó là lấy lên vuốt lên xong mình sẽ thổi một thổi lại một lần, áp dụng đầy đủ kỹ thuật rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Câu đầu tiên để áp dụng kỹ thuật mi re đô re son. Sẽ có một câu lại rên, đó là nốt re. Làm lại này, trầm nhé. Mi re đô re son, nốt son bạn ngân một chút. Son do do re son re re, tức là re son do do thì mình không kịp để ngân một đoạn nữa mà là re son do do re son re re, tức là cái nốt re đằng sau mình sẽ ngân được dài. Làm lại này. Tức là re son do do re son re re thì cái nốt re re ở sau nha. Mà mình mở nốt re re thì không hay, mình sẽ mở đô re re. Được. Re son đô re re là cái câu sau đấy nó sẽ mượt hơn. Vàng ngấn nha. Mi re đô re la la re đô re son này, nốt re này là lại re, nốt la này cũng ngân, la re thì mình sẽ hạ từ nốt mi xuống la mi re. Do re son thì mình sẽ mở là do re la son, thì qua đoạn này mình sẽ làm cho cái nốt son nó mềm. Làm này. Do re do la son, tức là cái do re do la son, tức là mình sẽ làm hai lần như thế. Nè, do re son thì mình sẽ biến thể nó thành do re do la son. Thì mình sẽ đánh lửa đớn ở cái nốt la này, rồi đẩy xuống nó son nha. Re đô, re đô là một hơi, re đô la son. La re đô re son. La la re đô re son.
thì nó rê, mình sẽ vuốt nhẹ nó rê xuống thành nốt đô luôn, và nó son thì lai xuống son. À này, nó hơi khó một chút nhưng mình làm chậm chắc các bạn sẽ làm được. Điệp khúc son son mi 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 re đô re đô nha. Đấy, làm này đánh lưỡi đớn nha. Điệp khúc là cái đoạn này nó hơi nhanh một chút thì các bạn đánh lưỡi đớn thật rõ vào t t t t t son son mi mi thì son son rồi bắt các bạn ép hai nốt này một lần nha, nốt pha và nốt son này xuống một lần. Son son mi mi đó là son son mi, đó là một hơi. Rồi nốt mi tiếp theo bạn này lưỡi đơn. Mi re đô re đô. Mi mi re đô tức là cái nốt đô là các bạn mi re tê chữ tê để là lời đơn. Rồi là mi re tơ tơ chữ tơ là lời đơn nhé. Rồi son son mi 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 re đô re mi. Nhưng mà cái nốt son sọ này này, tức là đây là cái điểm nhấn của cái câu sáo cho nó hay hơn thì các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ dùng kỹ thuật vuốt. Vuốt sẽ là vuốt nốt pha nốt son một lần. Tức là vuốt ra, vuốt ra và đẩy vào cùng làm non mượt này. Cái nốt này cùng mở ra từ 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 từ. Này là mi re re này. Là mi re re, là mi re re, tức là mình hạ từ nốt mi xuống. Vẫn mình câu sau vẫn mình được. Tức là đoạn có nốt re đây, mình sẽ lấy re. Mi re 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 đô là đô re, thì nốt re thì mình sẽ hạ từ nốt mi xuống. Là mi re 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 đô la đô son thì mình sẽ hạ từ nốt la xuống. Đấy, mình sẽ ngân son son re đô. Mình sẽ vuốt đàn này. Này, rồi mình sẽ làm lại cái câu trước nhé, mình sẽ làm luôn này. Đây là toàn bộ kỹ thuật về bài Giấc Mơ Trưa. Các bạn sẽ làm như vậy thì bài sáo sẽ hay hơn. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2015. Chúc các bạn thành công.